Thôi tia, con ở đâu con nhảy ra cái bụp một cái dọa mẹ chứ hả? Là mẹ giật cả mình. Hết chạy. Con mẹ em gấu đang làm gì đấy? Ôm em gấu đi đâu và làm gì đấy? Hả cái đồng chí này? Đồng chí ơi, quay mặt đây mẹ xem nào. Kika. Hey. Hey. Rafi. Làm gì đấy? Thanh niên đang làm gì đấy? Hôm qua nhà cháu đi ăn ở cái nhà hàng Việt Nam đấy, cháu bị mũi tốt này, mũi tốt đúng vào chân cháu này. Đỡ hết cả lên. Không nhở? Đỡ hết cả chân cháu lên ấy. Ồ. Ồ. Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay nhiệt độ khá là lạnh. Sáng nay mình bế em sói sang phòng, mình thấy chân em lạnh ơi là lạnh ý. Chắc là mấy hôm nữa mình sẽ phải mua cho em ý cái bộ liền thân mà cả liền chân ý. Tại vì là em sói là không chịu đắp chăn, cứ cho chăn vào là em ấy đạp ra. Sáng nay thì không phải là quá lạnh đâu, nhưng mà mình có thấy là lạnh hơn bình thường ấy. Tức là chân em lạnh hơn bình thường ấy. Đấy, còn ở trong nhà thì nhiệt độ vẫn gọi là bình thường, không lạnh lắm. Nhưng ra ngoài trời gió thì là se se lạnh rồi. Nên hôm nay mình mặc cái bộ này trong nhà trôi. Và nếu như các bạn muốn hỏi bộ này là bộ mua của cái gì thì bộ này là bộ của H&M. Và thực ra, thực chất ấy, thì cái bộ jumpsuit này là cái bộ dành cho các em 11-12 tuổi chứ không phải là bộ dành cho người lớn. Nên là nếu mà mọi người tìm mua để kích cỡ cho người lớn chắc chắn là sẽ không có. Bạn nào mà muốn mua thì cứ đi xuống chỗ gian hàng đồ trẻ em ấy thì sẽ thấy. Let's go. Let's go go. Rafi, come on, come here. Ra đây để ba làm việc con. Nhanh lên. Quick, 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 quick. Lượng cha, lượng trứng. Lượng cha, lượng trứng, lượng trứng, lượng trứng. Khoe mẹ đi, con đang làm gì? Trong lúc mẹ dọn dẹp nhà cửa thì con ngồi đây làm gì? Con ngồi đây xếp hình à? Wow, không, con để cái ghế này gần lại đây xong con ngồi lên mới an toàn. Đấy đúng rồi, con ngồi lên. Nào con cho mẹ xem nào. Em này đặt vào đâu nào? Where's goes? Nào đặt vào đâu nào? Đặt vào đâu cho mẹ xem nào. Yeah. Yeah. High five. High five. High five. Yeah, đúng rồi. Yeah. Vỗ tay. Nào lại bỏ em này ra. Em đấy đặt vào đâu? Gần được rồi. Gần được rồi. Gần được rồi. Xoay lại một tí. Xoay một tí. Xoay một tí nữa. Em đấy chân tay nhiều quá khó đặt rồi con. Này này này. Xoay một tí. Em có chân có tay lại còn có đuôi. Yeah. Vỗ tay. Yeah. Em chắn. Em chắn. Em chắn. Em chắn thì đặt vào đâu? Sáng hôm qua đấy mẹ cháu xẻo một tí mái này cho cháu đi nên là hôm nay nhìn nó hơi buồn cười. Yeah. Em ơi. Em sáng nay hai mẹ con cháu cũng dậy sớm làm mọi thủ tục ăn sáng, thay quần áo, thay bỉm, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ cháu lại vừa làm một loạt lau sạch tất cả nhà cửa với lại gập quần áo. Hôm nay thì việc nhà coi như là xong hết rồi, mẹ cháu không còn gì để làm cả. Mẹ cháu cũng vừa nấu cơm rồi này. Bây giờ đang nướng sườn cừu, tại vì hôm vừa rồi thì ba xóa mua 2 túi sườn cừu. Hôm trước ăn 1 túi rồi, hôm qua thì ăn súp, nên là hôm nay mẹ cháu sẽ nấu nốt. À bà là bà bà để ăn với Tâm. Ha ha ha. Hami ấy. Hami ấy. Sáng nay dậy em xóa buồn cười. Sáng nay dậy em xóa buồn cười lắm ấy. Mình định vlog nhưng mà máy camera thì lại để ở ngoài phòng khách nên không vlog được. Em sói dậy nhá. Thế là mình bế sang phòng này, nằm cùng ba mẹ. Em cứ lao vào hôn mẹ, hôn mẹ, hôn mẹ. Xong rồi cứ thổi vào má mình ý. Thế nó tạo ra cái tiếng như kiểu đánh rắm ấy. Thế là mình thì em sói cứ thấy mẹ thế thì là cứ cười khành khạch lên xong cứ lao vào để tiếp tục làm thế chứ cứ ông ba sói ghen, ba sói bảo chứ làm cho ba với, làm cho ba với. Sói chạy sang vừa bập môi vào má ba cái. Ê, tại ba sói có dâu mà. Con nhờ, tội ba chê nhờ. Ba không chơi được trò đấy với em. Em nào. Hồ, hồ, hồ.
Và hôm nay thì lại là thứ năm, chị Ruthie đang dọn dẹp bên nhà ông bà. Sau đấy thì chị sẽ sang bên này. Và như mọi người biết là cứ thứ năm thì hai chị em mình sẽ ngồi xem cái phim truyền hình Game of Thrones. Và Kalia nữa sẽ sang đây, rồi Kalia với Sói chơi với nhau, còn hai chị em mình xem phim. Đồ ăn sắp chín rồi, nhà cháu chuẩn bị ăn cơm trưa đây. Còn Sói thì vẫn đang lang thang chơi ô tô, chơi đồ chơi đây. Con làm gì đấy? Đấy là cái chìa khóa xe đúng không? Con vặn đi. Wow. Boom boom, nổ máy chưa? Boom boom. Đạp cửa chạy ra nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá. Nhanh quá, nhanh quá. Lại phát hiện ra cái ô tô khác. Thôi ơi. Brum brum. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Brum brum. Bum 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 belly bum bum. Brum 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 brum. Cái gì? Cái gì? Hôm qua đêm cháu ngủ, thế là mẹ cháu phải tranh thủ là nhấc cháu ra để cắt móng tay móng chân. Mọi người nhìn này, cháu cào một cái vào trên cái mí mắt trên bên phải này này. Bum 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 bum. Wow, đưa mẹ giúp, đưa mẹ giúp, đưa mẹ giúp. Đây này, con phải đặt vào hai cái chỗ này. Đây. Từ từ. Từ từ, mẹ đang không nhìn thấy đây. Đây. Xong con ấn xuống. Như thế này. Đấy. Thấy chưa? Một bên vẫn còn già. Nào nào nào, con đặt xuống. Bên này xuống nốt nào. Được chưa? Được rồi. Thôi đừng giật nó lên nữa nhá. Để đấy đi. Wow. Wee 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 wee. Brum 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 brum. Đi đâu trái? Lại đặt xe nhỏ và xe to à? Ôm cái xe vào đấy xong không có chỗ ngồi lại cáu lên con nhá. Đây mọi người chuẩn bị nhìn này. Toàn ôm cái xe nhỏ xong mày ngồi vào cái xe to, thế là không còn chỗ cho mình nữa thì cứ cáu lên chứ. Bao nhiêu lần như thế rồi. Làm sao? Brum brum brum. Bây giờ mẹ cháu mà ngồi vào cái xe kia là kiểu gì cũng lao đến để ôm mẹ cháu. Đây hai mẹ con ngồi trên đấy để đi cho mà xem. Đây mẹ cháu thử với mọi người nhìn này. Rafi, mẹ ngồi lên rồi này. Này. Này mẹ ngồi lên rồi này. Đây. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Con ngồi lên. Con ngồi như nào? Con ngồi như này. Con ngồi bên đùi mẹ đây. Được chưa? Đi, let's go. Chẳng mấy chốc thì hai mẹ con mình phá hỏng cái xe này thôi con ạ. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì ấy? Plale. Thôi nào xuống nào. Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Xuống đây mẹ không ngồi nữa. Con ngồi lên đi, một mình con ngồi lên đấy. Đúng rồi, con ngồi lên. Nào, cẩn thận. Đi thôi. Brum brum. Brum brum. Lái xe mà không cần cho tay vào tay lái à con. Brum brum. Brum brum brum. Brum brum brum. Ai gọi cửa nhà mình à? Có ai đâu nhỉ? Brum brum brum. Ha ha. Bây giờ là 12 giờ kém 15 mà mọi người nhìn cái đồng hồ này này. 1 giờ, chắc là hôm vừa rồi ba Sói nhấc Sói lên đây thì là em Sói nghịch. Em Sói gạt nó thành 1 giờ. Gạt nó thành sai giờ. Đây thực rồi. Đấy. Này 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 này. Thanh niên này, bây giờ con to đùng rồi làm sao con chui được vào cái ngăn bàn này nữa? Con có ra giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn chưa không? Này, cái gì đấy? Spit it out. What's that? Cái gì đấy? Nhặt được cái gì linh tinh hả con? Đi ra đây giúp mẹ không? Nhanh lên! Ta giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa nào? Mẹ cháu sẽ cho cháu ăn cơm với cắt thịt sườn cừu ra cho cháu.
Tay gì ấy? Con vừa đi vòng tròn trên giường cơ mà. Come on, stand up. Stand up, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy, đi vòng tròn mẹ xem nào. Này, rap hết lực. Bùng bò rung, bò rung, bò rung. Em nhìn thấy bình sữa. Cháu nhìn thấy bình chữa đấy. Đây của con đây. Milk, chả. Đây là mẹ cháu đưa cho cháu, xong rồi cháu nói chả cho mọi người nghe này. Chả. Chả. Đúng rồi, để lên đấy. Here you go, chả. Chả. Good boy. Chả có nghĩa là cảm ơn ấy. Chả. Thank you, có nghĩa là cảm ơn của trẻ con bên này. À, chị Ruth thi sang đây thì là mình cho em sói thức luôn. Tất cả mọi người ngồi xem phim với nhau. À, nên là bây giờ em sói mệt rồi thì mình cho em sói đi ngủ trưa đã nhá. Hôm nay cháu ngủ trưa muộn nên là mẹ cháu cho cháu nằm trên giường của mẹ cháu ngủ trưa. Cái má cháu nó đỏ hay hay lên gì kia là cháu đang nóng nóng đấy. Chắc là cháu đang lại chút chút mọc trăng đấy. Mắt nheo nheo gì con, mẹ có chụp ảnh đâu mà nheo nheo làm điệu. Nheo nheo cái gì ấy? Ý, cái mắt phải cái kia. Con cào vào cái mắt thế này, cào thế này. Cho nụ đi nhá. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Con nói bye bye mọi người đi. Night night. Đúng rồi. Cháu đang có bình ti cháu không nói được. Night night papa. Sói ơi, chị ra đây mẹ xem nào. Ui, cái mặt làm thế gì ấy? Đi ra đây mẹ xem nào. Cháu đang mặc áo gilê của cháu đấy. Làm chào chứ nhở. Con mặc áo chững chạc mà. Làm sao? Quay một vòng mẹ xem. Wow. Hey, show daddy. Con ra cho ba xem nào. Show daddy, quick. Daddy call Rafi. Daddy call Rafi. Go. Go show daddy. Wow. Hiya. Wow, Mr. Wow. Wow. Thế này thì khỏi sợ lạnh con nhỉ. Wow. Cười mẹ xem nào. Wow wow wow. Come. Come Baba. Mia. Come. Quick. À, hai mẹ con cháu vừa mới ngủ trưa dậy. Chị Ruthie về cái thì lúc đấy là 2 giờ. Mình cho em cháu đi ngủ. Bây giờ là 4 giờ, thế là em cháu ngủ được 2 tiếng. Ba sói cũng làm việc xong rồi và ba sói rủ hai mẹ con đi Garden City là cái chỗ mà nhà sói đi mua sắm mà có H&M này với lại cái chỗ mà mình mua được cái ghế cho em sói. Nên là bây giờ cả hai mẹ con chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ đợi ba sói tắm xong cái thì là cả nhà sói đi ra đấy và tất nhiên là tối nay thì nhà sói sẽ ăn tối ở đấy luôn. Yeah. Thôi ơi, hai mẹ mở cửa ra cho con chạy ra ngoài chơi một tí nhá. Được không? Trước khi đi nhá. Người lớn chết nhở. Làm chào. À, mẹ cháu phải đi chuẩn bị túi đồ để mang đi đã. Sau đấy thì cho cháu ra ngoài chạy chơi một lúc. Đồ xong rồi đây. Bây giờ hai mẹ con cháu đang đợi ba cháu. Như mọi người thấy thì là mẹ sói toàn có áo len màu đỏ mặc thu đông ấy. Đây là những cái mà mình mua cách đây một năm rồi. Cái này này với lại một cái trơn nữa mà hôm mình đưa em sói đi nhóm chơi mình mặc ấy. Với lại một cái dài tay crop top nữa cũng màu đỏ. Nên là hôm nay mình muốn đi tìm xem là có những cái áo len màu khác không ấy. Ví dụ như là màu xanh là cây đậm chẳng hạn. Thì mình sẽ mua để thay đổi màu sắc một tí. Tại vì lâu rồi mình cũng không mua đồ cho mình mà.
con? Dạ. Cô sẽ không phòng bà. Ba cho em đi tắm à? Ừ? Đồ tủa mẹ đấy. Tủa mới tủa mẹ đấy. Đi tắm đi, đi tắm đi, không muộn rồi. Babe, please. It's like quarter past eight. Ba cho em đi tắm nhá. Nhà sói về đến nhà rồi. Vừa nãy thì nhà sói ăn tối ở chỗ Burger Grill, là cái chỗ mà bình thường nhà sói hay đi ăn burger ấy. Với lại là mình có mua thêm một suất bún bò Huế để mang về. Tối nay đói thì sẽ ăn. Muộn muộn tí nữa đói thì sẽ ăn, nếu không thì để đến ngày mai. Đây, yum 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 yum. Ngoài ra thì đây, để mẹ cháu khoe với mọi người là hôm nay mẹ cháu mua được cái gì nhá. Mẹ cháu hôm nay mua được hai cái áo len khoác mỏng bình thường. Cái kiểu áo len này thì là kiểu áo len gọi là truyền thống khoác mỏng, của hãng nào cũng có rồi. Đấy. Thì một cái màu xanh rêu này với cả một cái màu mận như thế này. Kiểu như quần áo của mình thì nó hai cái màu này nó dễ đi với những cái áo mà mình mặc ở bên trong ấy, ví dụ áo dây màu đen hay là mấy cái áo sát nách, mấy cái áo crop top mà mọi người xem vlog thì mọi người nhìn thấy rồi đấy. Thì hai cái màu này rất là dễ mặc với những loại đấy. Mình bảo là đi tìm một cái áo len màu xanh lá cây đậm ấy. Và hôm nay mình cực kỳ thích cái áo len đấy. Cái áo len đấy nó dài rộng này, sau đấy thì là ở phần cổ trước ngực, cổ tròn, cổ trước ngực này có đính đá màu xanh lá cây cực kỳ đẹp luôn ấy. Thế nhưng mà họ lại không có cỡ của mình. Toàn những cỡ kiểu cỡ lớn ấy, cỡ L này, XL trở lên. Đấy. Nên là mấy hôm nữa nếu mà nhà sói đi cái trung tâm siêu thị mới mở ấy, nó có một cái H&M rất là lớn ở đấy. Nếu mà có thì mình sẽ mua, còn không thì thôi. Đành không có cái áo đấy vậy. Ngoài ra thì mình có mua thêm một cái áo sơ mi nữa. Tại vì là bên này lạnh thì cũng không kiểu lạnh thấu xương như ở Việt Nam ấy. Nên là mặc áo sơ mi dài tay cũng được. Thì cái áo sơ mi màu đen với hoa hồng màu đỏ như thế này. Áo sơ mi bình thường thôi. Hi hi hi. Đấy. Khi nào mình mặc lên thì mình sẽ vlog và mọi người sẽ nhìn thấy trông nó như thế nào. Còn bây giờ thì mình sẽ bảo ba em sói cho em sói đi tắm và cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ sau khi xem vlog của nhà sói thì để lại một chút thời gian để comment này và chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và khi các bạn chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn thì các bạn có thể để lại một vài dòng, ví dụ như là vlog này nói về cái gì này, hay vì sao mà các bạn chia sẻ vlog này trên trang cá nhân của các bạn chẳng hạn. Để ví dụ như bạn bè các bạn nhìn thấy thì cũng có thể gọi là có một cái gì đấy hấp dẫn, là vì sao mà bạn mình lại chia sẻ vlog này, phải vào xem mới được. Đấy, đại loại là như thế. Còn mình nghĩ là nếu mà cứ chia sẻ không ấy, cứ share không ở trên trang cá nhân, trên Facebook chẳng hạn, thì nhiều người nghĩ là kiểu có những người cứ chỉ thích share đồ ở trên Facebook nhưng mà không biết là nó có nội dung gì ấy. Đấy, đại loại như thế. Đấy là nếu như mọi người ủng hộ channel của nhà sói và rảnh thì mọi người share và nói cái lời tựa cho cái vlog mà mọi người share trên trang cá nhân của các bạn nhé. Và gia đình sói sẽ lại gặp lại mọi người vào vlog ngày mai. Bye. Bye bye. Bye bye. Sói ơi. Sói, con quay lại đây nói bye bye nào. Nào, con ơi. Này. Bye bye. Bye bye. Hôm nay lại không nói bye bye à? Trời, hết pin rồi. Thôi, hết pin rồi, kêu buồn cười chết con nhỉ. Bye bye. Em chuẩn bị nói đấy. Bye bye. Rafi. Bye bye. See ya. Bye. Bye bye. Không nói à? Không nói thì trôi nhá. Bye bye.